Vô số Bồ Tát tuy siêng năng tinh tấn cầu pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa không gián đoạn, nhưng không dùng phương tiện nên không chứng đắc. Vô số Bồ Tát tinh tấn cầu pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa có dùng phương tiện nên tuy dụng công ít nhưng mau chứng đắc. Vô số Bồ Tát tu hành các hạnh khổ khó hành, vô số Bồ Tát xả bỏ hạnh khổ tu hành trung đạo, vô số Bồ Tát đến cội Bồ Đề, vô số Bồ Tát ngồi tòa kim cang, vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch khiến chúng thối lui tan rã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương đông có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng giác uẩn thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc uẩn vui lạc không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc uẩn ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc uẩn tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc uẩn viễn ly không viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc uẩn tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng nhãn xứ thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xứ thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xứ vui không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xứ vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xứ ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xứ ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xứ tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xứ tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xứ viễn ly không viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xứ viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xứ tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xứ tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc xứ thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc xứ vui không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc xứ ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc xứ tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc xứ viễn ly không viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc xứ tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng nhãn giới thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý giới thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn giới vui không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý giới vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn giới ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn giới tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý giới tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn giới viễn ly không viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý giới viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn giới tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý giới tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc giới thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp giới thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc giới vui không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp giới vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc giới ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc giới tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp giới tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc,
Tuyên thuyết tướng sắc giới viễn ly không viễn ly bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp giới viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng sắc giới tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp giới tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng nhãn giới,